Ok, và không phải trong võ thuật thì nội dung này là một trong những nội dung mà chúng ta thường thấy trong các cái môn võ truyền thống, bao gồm karate, taekwondo, pencasilat, hay cả cái nội dung này nằm trong cái lực lượng công an quân đội mà chúng ta thường thấy biểu diễn hoặc là thi đấu hay là một cái hình thức kiểm tra nào đó. Mục đích của công phán là làm sao kiểm tra về cái quá trình tập luyện công cụ, tập luyện tay chân trở thành cái vũ khí sắt thép để chiến đấu. Thì cái nội dung công phán này là để kiểm tra cái nội lực và sức chịu đựng và cái tinh thần ý chí của một người võ sĩ trong cái môn võ của mình. Về cái hình thức công phá thì có rất nhiều nội dung. Trong cái môn võ này có những cái nội dung công phá này, trong cái môn võ kia có những cái nội dung công phá kia. Nhưng ngay bây giờ, và mọi người hãy xem cái nội dung biểu diễn công phá đập đá trên bụng của một võ sĩ như thế này. Và mọi người hãy để lại bình luận của mình và cảm nhận của mình ở bên dưới. Chúng ta không quan trọng là cái nội dung này của môn võ này hay nội dung của môn võ kia, mà ta chỉ cần xem và để lại bình luận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.